Nay nhà em về hàng cái mẫu phân tần SD2001A các bác nhé. Giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Đầu video em báo giá luôn đi. Nhà em đang bán với giá là 700.000 một đôi các bác nhé. Phân tần SD2001A 700.000 một đôi, bán theo đôi. Giờ em giới thiệu chi tiết cho các bác nhé. Thì đây là một dòng phân tần nhà em nhập khẩu của Trung Quốc. Mã SD2001A. Nhập khẩu nguyên một thùng của nó mười mấy đôi ấy, 12 đôi thì phải. Hay là 24 đôi em không nhớ. Đấy. Thì nhà em bán lẻ một đôi là 700.000 một đôi. Đây nhá. Đây em giới thiệu luôn này. Phân tần này rất là xịn. Và được rất là nhiều bác khách nhà em hỏi mua. Tại vì là lắp những cấu hình loa full, nó cho ra chất âm rất là hay. Phân tần cho tiếng, cho chất âm rất là hay. Nên là được nhiều các bác khách nhà em lựa chọn rất là nhiều để lắp những cái dòng loa full. Ví dụ full bass 30, bass 25, bass 40 các bác nhé. Đây bằng mạch phân tần nhập nên là rất là xịn này. Mạch rất là xịn này. Đây con tụ của nó nhé. Speed. Tụ nó có thông số kỹ thuật hết các bác nhé. Đây chở này. Và nó có bóng đèn báo hiệu. Khi các bác dùng quá công suất thì là có bóng đèn báo hiệu này. Đây được cái phân tần này rất là bền. Dùng rất là bền. Đây, những cuộn đồng màu đỏ. Nhìn trông đơn giản như này thôi nhưng mà phân tần này nó đánh rất là kinh. Và chất âm cho ra rất hay các bác nhé. Thì ở đây là các bác chú ý nhé. Các bác chú ý này. Cái cấu hình của nó là một bát một chép các bác nhé. Cấu hình là một bát một chép. Đấy các bác mua phân tần này về ráp những cấu hình một bát một chép thôi. Những dòng loa full ấy, một bát một chép kèn. Đây là đường bát này. Đây là đường chép này. Và input là đường nguồn các bác nhé. Khi mà các bác mua phân tần về thì nó sẽ đây, ở trong hộp nó sẽ có một cái túi này. Thì những cái này là nó sẽ là cái chân. Chân kê ở cái bốn cái lỗ này. Đây, ở đây nó có bốn lỗ thì các bác kê cái chân này lên thì các bác mới bắt được vào thùng. Đấy. Giá nhân là bán 700.000 một đôi các bác nhé. Rồi nhớ các bác mà mua đôi phân tần này, nhà em sẽ chèn số Zalo và số hotline nhà em trong video. Chi tiết mua hàng thì kết bạn Zalo nhà em hoặc bấm điện thoại gọi trực tiếp cho em. Rồi nhớ cảm ơn các bác rất nhiều. Video mà hay các bác nhớ like và chia sẻ và cho nhà em một lượt đăng ký kênh nhé để ủng hộ nhà em nhé.